Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về chủ nhân của cái đàn chó ở Cà Mau mà nói về Đoàn Di Băng á các bạn. Cụ thể nội dung này là nhiều ngày vừa qua chúng ta cũng thấy lùm xùm đúng không? Đoàn Di Băng đưa 120 triệu cho chủ của chó ở Cà Mau á, kêu nuôi này kia kia nọ mà giờ bởi vậy làm ơn mắc quán hay là giống như là nói chung hả, có tiền bỏ ra là đủ thứ chuyện xảy ra. Chủ nhân đàn chó ở Cà Mau gửi lời đến nữ đại gia quận 7: nếu chị nằm trong hoàn cảnh của tôi đi, chị mới biết tôi không làm gì để chị thất vọng đâu. Sau khi bị Đoàn Di Băng, nữ đại gia quận 7 bày tỏ sự thất vọng trước thông tin tiêu cạn 120 triệu tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ trong vòng 4 tháng và còn ngỏ ý xin thêm. Ông Phạm Minh Hùng, chủ đàn chó mà 15 con ở Cà Mau, gửi lời đến nữ đại gia mong Đoàn Di Băng tin tưởng gia đình ông. Những ngày qua, thông tin về cuộc sống của ông Phạm Minh Hùng, 50 tuổi, là chủ đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đầu tháng 10 năm 2021, lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, một số thông tin đã đăng tải việc ông Hùng cùng gia đình đã nhanh chóng tiêu hết 120 triệu đồng tiền Mạnh Thường Quân gửi để giúp đỡ, lại gõ ý xin thêm để nuôi đàn chó mới dẫn đến nhiều tranh cãi. Là người từng giúp đỡ ông Hùng với số tiền 50 triệu đồng, Đoàn Di Băng bày tỏ sự thất vọng trước thông tin này. Theo đó, trên fanpage, Đoàn Di Băng viết: sao cái lòng của tôi cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy ta? Chúa ơi, soi đường cho con đi, để con đi giúp đúng người cần giúp. À, con mất niềm tin quá rồi. Trước những thông tin về việc xin thêm tiền từ thiện ngày 14 tháng 2, chúng tôi đã đến trực tiếp tại nhà trọ của vợ chồng ông Hùng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm hiểu về sự việc. Ngồi một góc trong căn phòng trọ, ông Hùng tỏ ra mệt mỏi khi những ngày qua ông liên tục bị làm phiền, hứng chịu những điều tai tiếng không hay về gia đình mình. Theo ông Hùng, sau khi xảy ra sự việc tại Cà Mau vì dịch bệnh bùng phát, gia đình ông đành tá túc tại nhà người quen, không thể quay lại Long An để làm việc. Đến ngày 12 tháng 2, vợ chồng ông Hùng mới lên tới huyện Đức Hòa cùng đàn chó mới. Trước thông tin sự việc kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân sau khi tiêu hết 120 triệu đồng tiền trước đó, ông Hùng khẳng định không hề có chuyện. Riêng việc nữ đại gia ở quận 7, Đoàn Di Băng có bày tỏ sự buồn bã, thất vọng khi nghe những thông tin tiêu cực. Ông Hùng cho biết việc nhận được 50 triệu đồng tiền hỗ trợ của Đoàn Di Băng, ông rất mừng và cảm ơn, nhưng khi xem được chị Đoàn Di Băng chia sẻ về việc giúp người không đúng, bị lợi dụng, bản thân ông rất là buồn. Ông ấy nói gì nè: nếu chị nằm trong hoàn cảnh của tôi đi, chị mới biết một mình tôi phải lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu con chó, mấy dịch ai cũng khổ, tôi là người may mắn được người và vợ chồng chị giúp đỡ. Tôi rất mừng và biết ơn chị, tôi nghĩ là còn nhiều người khó khăn hơn tôi, nên mới trích ra một phần Mạnh Thường Quân giúp đỡ để gửi quà cho người khác. Nếu tôi tham tiền, tôi đâu có đi phát quà cho người ta. Tôi để lại tôi xài rồi, tôi có clip tôi đi phát quà đây nè, từ thiện đấy. Vừa nói ông Hùng vừa đưa clip vợ chồng ông trao quà cho bà con nghèo ở quê tức tưởi, nói trong nước mắt: tôi nghe những thông tin tôi xin tiền này nọ, tôi tức thắng đêm mà hai đêm nay không có ngủ, đến nơi này nè tôi ốm luôn. Nói vậy tội nghiệp cho tôi lắm, tôi đâu có xin tiền Mạnh Thường Quân. Những người nói tôi nuôi chó để xin tiền là nói láo, tôi chưa mở miệng xin Mạnh Thường Quân à nghe. Nếu Mạnh Thường Quân nào thương tôi thì tôi cảm ơn để tôi có tiền lo cho mấy bé, nhưng nếu không giúp thì tôi vẫn đi làm dành dụm tiền để nuôi cho mấy bé, chứ đâu có xin tiền kêu gọi đâu mà mọi người nói tôi như vậy. Theo ông Hùng, dù rất buồn khi xem được thông tin Đoàn Di Băng chia sẻ, nhưng ông nghĩ chị Đoàn Di Băng chỉ là người đọc người nghe nên không có hiểu được chính xác câu chuyện, nên ông không có trách móc gì chị đó. Các bạn thấy không, nói chung là vấn đề nuôi được thì nuôi, nuôi không được thì thôi, còn mấy nuôi ít lại chút, chứ bây giờ đã than cực khổ mà còn nuôi tới 15 con thì cũng mấy nuôi một hai con vui thôi. Nói chung nói vậy thì cũng nhiều người nuôi chó hay là xem chó là bạn thì lại vào nói này nói kia, nhưng mà nói chung cái vấn đề thôi, không còn vấn đề gì để nói nữa đó. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Nói chung người ta cũng nuôi chó thì cũng tốt, nhưng mà nuôi vừa thôi, ví dụ hả, tùy vào mà kinh tế của mình, chứ bây giờ mà ít mà tự nhiên nuôi chi mà lũ khủ cũng hơi mệt.